Này này này, em thấy cái độ rung. Nhìn cái nhân dáng bạn này mình thấy là có cái cảm, có cái niềm tin là hát hay, tại vì diễn chữ ống kính rất là tự tin, đâu ra đấy. Dám đâu, cái nét hồi nãy là nét đang mắc cỡ. Mặc dù không có tự tin lắm. Hay đó, nhưng mà hay. Hay đó. Tại là... sao em nghĩ là hay? Nãy nghe cái rung đó là rung. Em ơi, em có thấy rằng tất cả các nhân vật đều đúng một nốt, một âm. Nhưng mà riêng cái bạn này ra hai tới hai âm. Là bà Ngân lại gài hả? Bà Ngân bà phải có vấn đề. Trời ơi, cái bà Ngân bà này cho mình nghe tới hai âm như vậy. Nhưng là bạn này có vấn đề gì chứ? Cái e giống mấy sinh viên hát hay á, hát acoustic rồi đó, hát nhà ngoại quốc rồi đó. Rồi, em chọn là hay. Em nghĩ là bạn hát hay, tại vì cái rung của bạn á lộ ra thì nghe cái độ rung. Bạn rung lộ luôn hả? Rung lộ luôn. Rung mà lộ luôn hả? Mời Bình nè. Em nghĩ bạn này cũng hát hay ạ. Tại em thấy bạn cũng phong cách các thứ, thời trang, cũng nghệ sĩ. Còn Hà? Dạ, em cũng nghĩ hát hay. Lý do? Lý do tại vì mọi người phân tích là hát hay đó anh. Trời ơi. Để lần sau anh mời em trước nha. Dạ. Như lúc đầu em chọn là chọn bài số 1 phải không hay? Sao Bình? Em có ý kiến gì không? Em không ạ. Hả? Bây giờ là chọn bạn không hay là bạn hát hay ạ? Không hay. Đi đi về con đi. Đang nhớ con nhớ vợ rồi. Bạn không hay thì em sẽ chọn bạn số 1 ạ. Vậy là giống ý kiến của Kim Anh luôn. Thành sao? Một tội nghiệp đang bé nó cao ráo đẹp. Ôi, trai về loại nó sớm. Loại nó sớm tội nghiệp. Suy nghĩ lại không? Không suy nghĩ lại. Em trời nghĩ là vậy đó ơi. Anh không có chọn em. Nhưng em nhớ một điều, em là người được chọn. Con nhà Trường Giang. Thưa quý vị. Sao? Trong cuộc sống này chúng ta nhiều khi phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều khi bạn bè mình có những cái tâm nguyện mà không làm được thì mình làm giùm. Hôm trước khi đấy mình cho Hà chứ cho người đẹp chọn trước. Ông rồi. Hà nó vô trì lắm, Trường Giang nói gì nó nghe đó. Thôi nhưng mà thôi để cho Hà nói trước về ý kiến của mình đi. Xong rồi mình sẽ nói tiếp ý kiến của anh Giang với bên đội anh Thành. Không, em thì em thấy giống anh Thành đó vậy. Anh chọn người nào, em chọn người đó. Con bé thiệt tình, dễ dãi hết sức à. Trời ơi à. Mày rảnh quá Thiên à. Tôi chắc chắn là ông số 6 là người hát không hay. Nhưng vì anh trai của tôi, mình phải để lại. Anh có bạn với chị Lê Giang không? Có. Tại vì thật ra số 6 là học trò của Đại Nghĩa. Ê, không có. Có hả? Loại. Ê. Rất là bảo vệ cho. Có. Thôi thì chúng em sẽ loại cái số gọi là ba con sao. Không bằng lấy gì gần đi ha. Đâu. Thôi nghỉ chơi đi. Chỗ nào cũng cho loại. Bây giờ số 4 hả? Em nghĩ là số 4 đi. Số 4 hả? À? Đó, nghe nhắc gì rồi nó nhớ này thấy chưa? Số 4. Thôi, số 4 hay đó. Ê, cá đi. Cá nha. Lần cái chèo nè. Bây giờ hả? Thiên chọn hát dở đúng không? Em chọn số 4 là hát hay cả hai người đúng không? Rồi, bây giờ nếu như Thiên thắng, Hà dắt Thiên qua nhà hàng anh ăn năm. Còn nếu mà Hà thắng thì Thiên chắc Hà qua nhà hàng anh ăn năm. Ủa cái gì cuối cùng ba tính lời hết trơn. Không muốn lời chứ. Thôi đừng loại bạn số 4. Ê nó nghe mình đừng loại ai hết mấy anh chị. Ủa vậy thôi. Vậy thôi cho 7 bạn lên hát chung với hai ca sĩ rồi về. Thôi bây giờ cho phụ nữ này, ưu tiên phụ nữ ha. Đúng. Rồi em muốn số mấy em nói là luôn. Số 6 đi. Áp lực quá. Áp lực. Số 5 em muốn loại không? Có phần trăm, có niềm tin là mình loại. Rồi cuối cùng sao? Chốt lại số nào? Em nãy em cũng nói bạn số 5 hát dở đó. Rồi loại số 5. Qua bao nhiêu thăng trầm cuối cùng dừng lại bên quận 5. Là sao anh? Là vậy đó. Có nghĩa là vậy nè, hồi nãy là ông kêu ông nhép miệng cho mình coi. Dạ. Nhưng mà tại vì ông lấy cái này ông che luôn rồi. Vô cái tình huống là ông em che thấy, em là thấy, diễn em diễn, thấy. Diễn cho mình coi em rồi thấy. Mình lại đón là người đó hay hát dở. Hiểu không? Thì bây giờ mấy cô gái người ta chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại hồi nãy em không có nhìn miệng. Ai biết em không thấy. Em tưởng đâu đang diễn kịch. Trời ơi. Con nai vàng ngơ ngác. Vậy với những người có kinh nghiệm như Trấn Thành và Trường Giang thì sao? Chắc loại quá. Thiệt á, loại sớm đi. Những thí sinh đến tham gia chương trình mà làm cho khách mời ở đây mệt mỏi. Loại. Mặc dù em không thấy khẩu hình nhưng mà em nghĩ bạn hát hay. Dạ. Em mất niềm tin vô bản thân em rồi anh. Sao vậy? Nãy em nói số 5 hát dở mà số 5 hát hay rồi lại thấy em mất niềm tin vô bản thân rồi đó. Nãy em nói số 2 hát dở đó anh. Rồi còn bây giờ? Bây giờ em muốn nói hát dở luôn. Giỡn dở luôn. Bên mà em. Nãy em cũng nghĩ bạn số 2 hát hay. Mà không biết là bạn đấy bây giờ hát có hay không. Quang mang quá hả? Đáng hoa. Rảnh quá.
Sao lần này mình thấy rõ hơn rồi không Kim Anh? Dạ giờ thấy rõ hơn rồi. À, thì nhận nhưng xét mà thế nào? Bạn số 3 nãy em nói là hát bolero hát hay, nhưng mà bây giờ em thay đổi ý định. Sao vậy? Em kỹ lắm bạn, không ai nhép miệng em thấy cái kiểu mà giống như ông hơi háp gì chứ kiểu mà nhiều khi bạn ấy đang tập trung cho cái phần diễn nhiều hơn em. Nhưng mà sao em hoang mang quá à? Cái cậu này vẫn có niềm tin mặc dù hồi nãy cậu nhép hơi hợp. Đúng rồi, nhép lười biếng. Hay đó. Tôi nói không hay đó, bây giờ Thành xin cãi với tôi không? Không hay, anh thấy không hay. Trời đất ơi, cái gì vậy, rồi. Mặt lẹ dữ vậy Thành. Tốn kém quá. Rồi đứng bên đấy sao tôi nhìn. Ô, quay qua bển, không thấy gì chưa. Rồi. Quay qua đây diễn thêm lần nữa đi. Con cái con tiếp này mày vô mày kiếm chuyện. Giữa cho nó giữa bên kia. Cái mặt nó kỳ lắm luôn á. Rồi hát rồi quay mặt qua đấy rồi sao em thấy? Em ơi, vậy là còn nhân đạo nghe em. Không từng thấy cậu này hát không hay. Tại sao? Nhạc lên đi tùm bay tùm bà cái chân. Nói chung số 4 là ngôi sao trong đêm. Chỉ nói vậy thôi. Khi nào cần niềm vui biểu số 4 ra. Đây, bấm cassette. Không hay. Bấm cassette. Tại sao? Dạ, tại em nghĩ vậy. Tính nói vậy đúng không? Dạ. Nói hay quá rồi. Đúng rồi, vậy là hiểu rồi đó. Nè nè, tới bên nè, tới bên nè. Tới bên nè. Tới bên nè. Cassette bấm. Em cũng nghĩ không hay. Tại sao? Tại sao? Tại em nghĩ vậy. Thấy bạn ấy quay sang bên kia hát. À. Bình ơi, Bình, nhà mình đâu? Nhà em ở Hà Đông ạ. À? Đang sống ở Hà Đông nhưng mà sống chung với con sư tử Hà Tây à. Còn Quốc Thiên? Em không biết nói gì cả. Không biết nói gì cả. Em biết có thấy gì đâu. Con quỷ mà tiếc. Mẹ ăn coi cho lương mà nhiệt tình vậy. Mà canh nhịp chuẩn anh ha. Hai đứa mới có dịp mới làm được cái chuyện này. Xuất sắc. Số 6, anh bảo vệ em bất chấp nha số 6. Dù là phối hợp nhịp nhàng nhưng vẫn không hay. Tại sao? Ánh mắt đó là ánh mắt không biết hát. Nope. Em Bình bất chấp. Bây giờ em thấy dễ thương quá. Em Bình bất chấp. Bình bất chấp. Bình sao em? Phải xem bạn số 7 em mới có ý kiến. Bây giờ ý kiến bạn số 6 đi. Ý là bạn nói là chờ coi xong số 7 rồi mới loại trừ. Rồi giờ qua số 7 luôn. Dạ. Em nghe lên em hết hồn luôn. Em thấy chắc là bạn không hay quá. Bạn bị chật á. Không, hồi nãy là vậy nè, tại vì cái nhạc phải canh nha, phải nhớ nha. Cái đoạn canh vô nó hơi khó, nó hơi lụp chà lụp chụp. Sau khi trật ngay cái nhịp đầu thì lấy lụm lại lượt liền. Mà tay chân rồi cũng vô nhịp đồ lắm chứ không phải không đâu à. Không, nhưng mà diễn cái miếng hơi cải lương. Thà người đứng. Cái cậu số 7 này á, hồi nãy mình lại nghĩ là có hát hay. Nhưng bây giờ thì khi cậu múa may nhiều quá thì mình lại bị lung lay nha. Đúng rồi, em cũng bị lung lay. Bình sao em? Đó là Bình đó. Em cũng tin bạn số 7 hát hay. Cách chép miệng của bạn ấy không ổn lắm. Làm hơi bị hoang mang.